Gió khá là to các bạn, nên con diều rắn vừa thả lên là no gió liền các bạn. Căng phù lên luôn, cái đuôi căng tròn luôn. Giờ chỉ cần chờ Quy thả tay ra là con rắn mình sẽ lên trời thôi. Con diều rắn ở trên các bạn có gắn 6, con diều rắn 2D, còn con dưới là 3D các bạn. Con dưới là nó có không khí vào, con rắn nó sẽ bơm không khí vào các bạn, nó nuốt không khí rồi nó sẽ căng phòng lên. Rồi mình có 2 con diều rắn cùng thả trên một sợi dây rồi các bạn. Đây mình có con diều 6 là bằng tre các bạn, con diều phối 2 màu xanh đen rất là nổi luôn các bạn. Còn đây là bộ 6, nhìn là mê liền các bạn, quá đẹp luôn. Chuẩn bị lên con diều 6 siêu phẩm của anh Đại nha các bạn, 3m6. Bộ 69 lạng ha. Lúc lên là gặp gió lớn luôn nha các bạn. dưới cùng là con tắc kè hoa to khổng lồ luôn. Kế đến là con diều rắn 3D các bạn. Cái đuôi quái quái rất là lạ. Còn trên nữa là con diều rắn 2D, nó có gắn cái đầu sáo ở trên các bạn. Con diều 637 cũng vừa được ráp xong nha các bạn, chuẩn bị lên này. Mưa tưới luôn rồi các bạn ơi. Bung một nắp sáo rồi các bạn. Cái bầm một phát mà nó bị nghiêng quá. Không ép quá. Bắt ăn nặng quá. Nặng quá nó đẩy không nổi. Kéo không nổi. Có tìm đến cái bè nào không? Hả? Tìm thấy hết miệng chưa? Nó có vớt một cái không ạ? Hả? Thấy không? Thấy nó bay luôn luôn lần này không bay gì chăng á?